Dạ, xin chào chị các bạn. Hôm nay ngày 17 tháng 11 năm 2019 như các bạn. Chỉ còn hơn một tháng nữa là qua năm 2020 rồi. Thời gian trôi đi rất là nhanh. Hôm nay thì Diễm có mặt tại khu vực ở thành phố Tây Ninh, ở tỉnh Tây Ninh như các bạn. Bữa nay thì đang đi qua Hòa Thành như các bạn, huyện Hòa Thành của tỉnh Tây Ninh. Thì ngay khu vực huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh này có một cái ngôi chợ rất là nổi tiếng lâu đời của tỉnh Tây Ninh là như các bạn. Đó là chợ Long Hoa. Bây giờ Diễm sẽ đi đường này là cửa năm chợ Long Hoa nè. Để nhìn thẳng vô mình sẽ thấy là cái cửa năm chợ. Chợ này không biết giờ có mấy cửa nữa. Còn Hòa Thành Tây Ninh thì có 12 cửa. Đường này đường gì nhỉ? Đường này đường Tôn Đức Thắng. Từ đường Tôn Đức Thắng mình đi vào thì sẽ thấy cửa số 5. Và chợ Long Hoa này mới được sửa chữa nâng cấp lại như các bạn. Nên là nhìn rất là mới. Nó là khang trang lúc trước rất là nhiều. Rồi, bữa nay Jim sẽ đi dạo một vòng quanh chợ bên ngoài như các bạn đã xem về hình ảnh và đi dạo với Jim qua cửa năm chợ Long Hoa Tây Ninh ngày hôm nay. Những ngày còn hơn một tháng nữa là hết năm 2019 rồi. Đây thì đi buổi sáng. Nam qua đây cửa 6. Đó, cái này xây sao mình cũng chưa hiểu, xây mới một xong một nửa sao, một nửa chưa xong. Cửa số 1 hình như là đi hướng từ Tòa Thánh đi qua là cửa số 1. Chợ này chưa xây xong hết các bạn, như là còn xây mới một nửa thôi. Cửa số 4 à. Hôm nay sẽ đi một vòng quanh toàn chợ. Chợ này cũng giống như cái chợ Đầm ở Nha Trang như các bạn. Đi một vòng như một tròn, đi vòng vòng cũng ra cái vòng tròn phía ngoài cũng được. Đi qua cái đường Tôn Đức Thắng. Lúc này đi thẳng mình sẽ đi ra cái quốc lộ 22B để đi về Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Cảm ơn chị các bạn đã cùng tiếp dẫn một vòng quanh chợ Long Hoa Tây Ninh. Hẹn gặp lại chị các bạn trong những clip tiếp theo.